Mấy anh em phải biết, nếu muốn Châu Văn Chương á giàu cũng dễ lắm. Châu Văn Chương là đi đánh võ, đánh võ mà đánh võ mà đánh võ mà vợ không có cho đánh võ mà để cho nuôi con với nuôi vợ. Tại vừa xưa là đánh võ là mình đập người ta là vợ nó không biết thương người, nó sợ người ta chết. Giống ngoài bữa kia mà nó lấy dây nịt mà nó BMF belt á, cái đó là cái dây nịt của Châu Văn Chương á. Ok. Yeah, anh em phải biết đánh võ cho mấy anh em coi. Okay.